Andy Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ ba, 15 tây tháng 6. Andy sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị một số những tin tức sau đây. Bản tin đầu tiên nó liên quan tới vấn đề thời tiết. Thì một cái đợt nóng nguy hiểm đang tràn khắp cái miền Tây từ California tới Utah. Theo cái bản tin của Yahoo News tường thuật vào sáng ngày hôm nay 15 tây tháng 6, thì cái nhiệt độ được dự đoán lên tới 105 độ F tại thành phố Salt Lake, 118 độ tại Phoenix và 123 độ tại Needle, California vào ngày thứ ba, tức là ngày hôm nay. Nếu thành phố Salt Lake đạt tới 105 độ thì là mức nóng kỷ lục cho tháng 6 từ trước tới nay. Las Vegas được tiên đoán nóng tới 115 độ vào thứ tư, tức là vào ngày mai, gần cái mức cao nhất từ trước tới nay 117 độ của thành phố này. Los Angeles cũng bị ảnh hưởng. Burbank, California đạt tới 103 độ vào thứ ba. Cái đợt nóng này đến khi các điều kiện khô nóng và gió vẫn tiếp tay cho nhiều trận cháy rừng ở khắp miền Tây. Có ít nhất 28 vụ cháy rừng trong khu vực, hầu hết là tại Utah và New Mexico. Tại cái quận Riverside ở California, nơi cái đám cháy là Flat Fire đã bùng lên hôm Chủ nhật, thiêu rụi 400 mẫu Tây. Một số cư dân đang nằm dưới cái lệnh di tản, theo cái bản tin của đài truyền hình KABC của ABC Los Angeles. Trong khi đó thì tại miền Đông Bắc, thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng tới cái hành lang xa lộ liên bang 95 từ thủ đô Hoa Tịnh Đốn tới thành phố New York vào hôm thứ Hai. Những khu vực đó nó chứng kiến cái cảnh gió mưa đá và có thể có gió lốc đơn độc. Còn riêng tại California thì thời tiết ở miền Nam California thì cảnh báo cái nhiệt độ cao hơn 100 độ F. Một bản tin đánh đi từ Los Angeles, California thì theo cái bản tin thời tiết của cái đài ABC7 thì một cái đợt nắng nóng đang ập đến California trong tuần này, bắt đầu từ thứ ba, 15 tây tháng 6. Hầu hết các nơi từ vùng sa mạc đến đồng bằng, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ lên đến mức 3 con số, là nhiệt độ của các ngày 15, 16, 17 và 18 tháng 6, bao gồm các vùng núi và chân đồi, bao gồm khu vực dãy núi Santa Ana và cái vùng quận Ventura, cũng như các khu thung lũng gồm San Fernando, San Gabriel, Antelope và Santa Clarita. Sau đó nhiệt độ giảm chút ít vào khoảng 86 độ F cho ngày thứ hai tuần sau. Tại các vùng sa mạc, nhiệt độ tăng cao hơn trong tuần này lên tới 107, từ 107 tới 113 độ F. Riêng cái vùng biển, nhiệt độ được giữ ở cái mức 73 đến 78 độ F. Trong cái thời gian cảnh báo nắng nóng thì người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà nhiều hơn, uống nhiều nước và thường xuyên theo dõi sức khỏe, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Không nên để trẻ em và những cái con vật nuôi không có người trông coi trên xe đang đậu ngoài trời nắng. Đó là cái bản tin về thời tiết. Andy ít có đưa những bản tin về thời tiết cho quý vị lắm, nhưng mà cái đợt nắng nóng này có lẽ là nó rất là nguy hiểm, cho nên hầu như tất cả những báo đài đều đưa những cái bản tin về tình hình và thời tiết, phải nói nhiệt độ nó lên cao như vậy. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, cũng là cái ngày mà California mở cửa hoàn toàn, trở thành cái tiểu bang đầu tiên gỡ cái khóa chống dịch. Thì mọi chuyện gần như bình thường, không còn áp dụng cái luật giãn cách xã hội, không cấm số người trong tiệm ăn, rồi khẩu trang không cần thiết nhiều nơi trong phòng với người đã chích ngừa. Nhưng mà những cái cơ sở kinh doanh và quận hạt có thể còn đòi phải mang khẩu trang khi đi vào trong những cái cơ sở kinh doanh của họ. Tổng kết 15 tháng đại dịch thì California tính sang tháng tới là 45.000 người chết vì dịch. Với 11.87% dân số toàn quốc, California chỉ có 6.19% trường hợp lây nhiễm trong tuần qua. Nhưng vẫn lo ngại vì nhiều người không muốn chích ngừa, bất kể nhiều phần thưởng xổ số, thẻ quà, gift card v.v. Tuyệt vời nhất là Vermont, là thống đốc Phil Scott của đảng Cộng Hòa đã nói hôm thứ Hai rằng 80% dân số thích nghi đã nhận ít nhất một mũi vaccine chống COVID-19. Vermont là tiểu bang đầu tiên tới cái ngưỡng 80% đó, do vậy Scott cũng tuyên bố sẽ gỡ hạn chế người dịch hoàn toàn tiểu bang Vermont. Cái hệ thống đại học UC của California ra lệnh yêu cầu toàn thể sinh viên, nhân viên, ban giám hiệu phải chích ngừa chống dịch mùa thu này. Hệ thống UC hiện có 10 trường đại học khắp tiểu bang California, 5 bệnh viện và 3 phòng thí nghiệm cấp quốc gia. Viện trưởng UC là Michael Drake đưa ra cái quyết định như vậy theo cái báo San Francisco Chronicle. Đó là cái bản tin riêng về California. Đây là cái nỗi mà được cho rằng cái sự vui mừng mà dân chúng California đang chờ đợi. Và theo như đi được biết thì ông thống đốc
Gavin Newsom của California, ông lại đưa thêm một cái ưu đãi mới để mời cư dân chích ngừa. Tức là kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 này, cư dân tiểu bang tuổi từ 18 tuổi trở lên mới chích ngừa ít nhất một mũi cũng sẽ được rút số để thắng 6 gói du lịch khác nhau tại California. Nghĩa là nếu quý vị chích ngừa sẽ có thể trúng sổ số và được tiểu bang bao trọn gói du lịch tới 6 nơi khác nhau ở Anaheim, Palm Springs, Los Angeles, San Diego và San Francisco. Cái chương trình chích ngừa được du lịch có tên là The California Dream, Dream Vacations. Người trúng lô sổ số này cũng được tặng $2,000 tiền mặt để tiêu xài trong khi đi du lịch. Đó là quý vị thấy California đang rốt ráo. Mặc dù cái số người chích ngừa rất là cao, và đặc biệt là California là một cái tiểu bang được cho rằng diversity, có nghĩa là rất là nhiều cái sắc dân sinh sống ở tại California này, nó không có phải như một số những tiểu bang khác, mà đặc biệt là tiểu bang California nó có một cái tiêu chuẩn như là một cái cấp quốc gia vậy. Người dân người ta cũng ý thức, người ta cũng chích ngừa, coi như gần như hết rồi. Nhưng mà ông thống đốc Gavin Newsom, ông lại muốn đưa ra thêm một cái gói ưu đãi khác nữa để khuyến khích người dân chích ngừa cho nó ráo riết, để mà tiểu bang có thể yên tâm làm những cái chuyện khác. Đặc biệt một phần nữa là ông Gavin Newsom thì đang cũng chuẩn bị để mà đưa những cái lá phiếu ra để mà hỏi cư dân là có nên trút phế ông Newsom này hay không. Cho nên có thể đây cũng là một cái hành động tiếp theo để nối tiếp những cái việc làm rất tốt chống dịch cho California. Nhưng một phần nào đó cũng sẽ lấy thêm một số những cái lá phiếu của cư dân California mà muốn giữ ông Gavin Newsom lại qua cái kỳ mà bầu cử đặc biệt, tức là muốn trút phế ông Gavin Newsom. Có một cái chuyện cũng liên quan về vấn đề chích ngừa. Rồi cái chuyện mà đeo mask thì cái chuyện xảy ra tại tiểu bang Atlanta. Thì cái cô thu ngân của cái siêu thị Big Bear Supermarket bị một người đàn ông rút súng bắn chết chỉ vì chính sách của cái tiệm là yêu cầu mang khẩu trang. Đó là theo lời của cảnh sát cho biết như vậy. Khi mà xảy ra chuyện đó thì một cảnh sát trừ bị thuộc ti cảnh sát DeKalb County lúc đó đang làm nhân viên bảo vệ siêu thị này liền rút súng ra giao chiến với hung thủ kia, và cả bảo vệ lẫn hung thủ đều bị thương. Melody Maddox là cảnh sát trưởng cái quận DeKalb County nói với cái đài 11 Alive rằng nghi can rút súng bắn chết người thu ngân ngay tại siêu thị. Cái chi tiết thì chưa rõ vì sao lại dẫn tới cái sự kiện này. Một nhân chứng tên là Alan Williams kể rằng hung thủ vào tiệm rút súng bắn chết cô thu ngân ngay tại chỗ. Rồi người cảnh sát đang làm thêm trong cương vị bảo vệ siêu thị mới rút súng giao chiến, rồi cả hai đều bị thương. Cho nên qua cái chuyện này thì quý vị cũng, đặc biệt là những bản tin Andy vừa mới gửi đến quý vị, mặc dù là ở tại California hay là ở Vermont hay là nhiều tiểu bang khác nữa, bây giờ người ta dỡ bỏ cái lệnh mà trong cái thời dịch, chẳng hạn như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội hay là nhiều cái vấn đề khác nữa để mà phòng dịch đó, thì bây giờ sau khi dỡ bỏ, không phải ai cũng tuân theo những cái lệnh này. Cho nên những cái bản tin của những cái bản thông cáo được đưa ra, mà nhất là trong vài ngày vừa qua đó, thì California có rất nhiều bản thông cáo chứ không phải một bản thông cáo. Chính như vậy cho nên nó đưa ra một cái vấn đề mà được cho rằng nó lộn xộn. Nó không có một cái hệ thống, một cái tổ chức nào mà nó đưa ra một cái bản thông cáo chung về cái vấn đề mà đeo khẩu trang hay giãn cách xã hội, hay là ăn uống trong nhà hàng, ngoài nhà hàng, hay là cái vấn đề tụ tập đông người ở bên ngoài. Chính vì vậy cho nên có một số những tổ chức họ kêu gọi chính ông thống đốc Gavin Newsom mà phải ra một cái bản tuyên bố chung, khuyến cáo chung từ tiểu bang California để mọi người dân đều có thể theo cái bản mà khuyến cáo này. Thì Andy vẫn chưa thấy cái bản khuyến cáo, nhưng những nguồn tin cho biết rằng cái ngày 15 tây, tức là ngày hôm nay, thì mọi cái việc nó đều dỡ bỏ. Nhưng mà nó có một câu là mở ngoặc trong ngoặc, quý vị phải chú ý. Đó là những cái cơ sở kinh doanh, những cái business, người ta vẫn yêu cầu mình nên mang khẩu trang thì mình nên thực hiện những điều này. Còn nếu như mình không thích mang khẩu trang vào trong tiệm của họ thì là mình đi chỗ khác.
Còn như trường hợp này đó thì nó sẽ còn nảy sinh ra nhiều vấn đề nữa. Quý vị thấy khi mà bước vào tiệm, mặc dù luật rồi thì là nói là dỡ bỏ không mang khẩu trang nữa, không có giãn cách xã hội nữa. Nhưng mà quý vị nghĩ sao khi quý vị thấy một người đứng đằng sau lưng quý vị mà sát quý vị, quý vị có thể quay lưng lại, quý vị mời cái người đó có thể đứng xa ra. Nhưng mà nếu người ta không thích, người ta sẽ gây gổ với mình hay là dẫn đến cái tình trạng rút súng ra bắn mình. Chẳng hạn như cái chính sách của cái tiệm, cái chợ mà Big Bear Supermarket này á, là mọi người phải mang khẩu trang. Thì khi không mang khẩu trang thì cái cô này, cô Thu Ngân này, cô mới yêu cầu thì phải mang khẩu trang. Thì hai bên qua lại gì đó thì anh này rút súng ra là bắn cái chết liền cái cô Thu Ngân này. Cho nên mình phải cẩn thận cái vấn đề này. Cái câu chuyện nó không phải nó chấm dứt ở đây, mà còn có rất là nhiều cái sự thay đổi nữa. Cho nên quý vị hãy cẩn thận theo dõi cái vấn đề này, và mình cũng nên có một cái chút gì đó để mà tự bảo vệ cho bản thân mình khi mà gặp những cái trường hợp tương tự xảy ra. Một bản tin khác cho biết là nhiều cái nhà bán lẻ đã rời bỏ San Francisco vì cái nạn trộm cắp trắng trợn giữa ban ngày. Một bản tin đánh đi từ San Francisco, California, từ cái đài ABC7 sáng ngày hôm nay cho thấy một cái vụ trộm cướp trắng trợn tại cái cửa hàng Walgreens, điều mà khiến nhiều nhà bán lẻ đã lặng lẽ rời bỏ San Francisco trước đây. Cái đoạn video cho thấy ba người đã sử dụng điện thoại của họ để ghi lại cảnh một người đàn ông đổ đầy đồ từ trên kệ vào cái túi rác đen lớn trong một cửa hàng bán lẻ ở Walgreens ở San Francisco. Khi người đàn ông đạp xe vượt qua ba người quay phim thì một người mặc trang phục bảo vệ cố giật cái túi rác nhưng giật không được. Người đàn ông đạp xe ra cửa và đi mất. Leanne Melendez, phóng viên của đài KGO TV của đài ABC7 cho biết, với tư cách là một nhà báo, thật khó cho tôi khi nói rằng tôi sẽ không tham gia. Tôi không thể tham gia. Tôi phải trung lập, nhưng đây cũng là thành phố của tôi. Tôi sống ở nơi này và tôi thấy điều này liên tục, không phải chỉ Walgreens mà xe hơi, cửa garage của nhà tôi cũng bị phá 2 lần. Những cái vụ phá hoại rồi trộm cắp liên tiếp xảy ra tại San Francisco làm nản lòng các nhà bán lẻ, trong khi chính quyền dường như bất lực dù cảnh sát có thể hiện nhiều cái nỗ lực để ngăn chặn. Giám sát viên Asa Safai của San Francisco cho biết 17 Walgreens đã rời đi trong năm qua. Hầu hết mọi cửa hàng bán lẻ như Gap đều biến mất, CVS thì đang bị tấn công và họ cũng lặng lẽ rời đi. Tháng trước thì ông Safai đã tổ chức một phiên điều trần về cái hành vi trộm cắp bán lẻ có tổ chức và nói rằng DA và sở cảnh sát cần phải có phản ứng phối hợp nhiều hơn. Ông Safai nói rằng ông thấy một số thành công trong địa hạt của mình tại một cửa hàng Walgreens ở Excelsior với các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục bảo vệ cửa hàng. Safai cho biết phải đến giữa tháng 7 thì biện lý cuộc của cái quận San Francisco, Chelsea Baldwin và San Francisco Police mới trả lời thư điều tra của ông về hành vi trộm cắp bán lẻ có tổ chức. Đây là cũng một bản tin cũng rất là bất ngờ quý vị. Andy vẫn biết rằng cái vấn đề ăn cắp ở trong siêu thị chẳng hạn như shoplifter đó, thì tiệm nào camera nó cũng đầy, tiệm nào cũng có bảo vệ hết. Nhưng mà cái bản tin này nó gây rất là ngạc nhiên, bởi vì cái thành phố San Francisco mà cảnh sát mà đến nỗi bên công tố họ cũng phải bó tay luôn, bất lực luôn. Mà ăn cắp, thường thường người ta ăn cắp 1-2 món hàng, người ta giấu vô túi quần, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Còn này đem cả cái bao rác lớn vô rồi lùa đồ ở trong tiệm vô trong cái bao rác rồi đạp xe ra ngoài. Mà một cái điều lạ luôn nữa là trong những cái tiệm Walgreens này, tại sao có thể lái xe đạp vô trong tiệm được? Ai cho đem xe đạp vô trong tiệm? Như vậy là những cái tiệm này nó như thế nào mà lại có thể đạp xe đạp vô trong tiệm được, rồi đem theo bao rác, rồi lùa hàng hóa vô trong cái bao, rồi chở từ trong xe đạp, rồi đạp ra ngoài? Thì cái này là chuyện cũng là một bản tin rất là lạ. Anh đi phải cần thời gian để tìm hiểu thêm vấn đề này. Nhưng mà theo cái data cho biết thì có tới cả 17 cái cửa hàng Walgreens, là tức là những cái cửa hàng mà họ bán hàng hóa gia dụng cũng như là pharmacy mà họ đã bỏ đi, rồi tới cả Gap cũng đi luôn. Rồi đó là những cái hãng brand name lớn, rồi bây giờ tới CVS nữa. Thì anh đi cũng không biết nó như thế nào. Và theo cái lời của Melendez, phóng viên của đài KGO, thì đây cũng là một cái vấn đề mà cũng cần phải tìm hiểu thêm.
Một cái bản tin khác cũng cho biết là những cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ nợ đến 11.200 tỷ Mỹ Kim. Đó là các ông lớn như là Boeing hay là Carnival thì đang là đau đầu để xoay trở cái vấn đề này. Theo cái tờ báo Wall Street Journal ngày 14 tháng 6 ngày hôm qua đó, thì tổng cái số lượng nợ của doanh nghiệp Hoa Kỳ tính tới tháng 3 năm 2021 này đã lên tới 11.200 tỷ Mỹ Kim, tương đương một nửa quy mô toàn bộ cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát thì cái doanh nghiệp Hoa Kỳ đã mạnh tay vay cái tiền lãi vì cái mức lãi suất nó thấp, nó hấp dẫn. Khi mà cái bệnh dịch nó ập đến thì những cái doanh nghiệp nước ngoài này buộc phải vay mượn nhiều hơn, dẫn đến cái số nợ khổng lồ. Tính đến cuối tháng 3 năm 2021 mà Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ ước tính tổng lượng nợ của các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ lên đến 11.200 tỷ, tức khoảng một nửa quy mô trên toàn nền kinh tế của Hoa Kỳ. Theo cái hãng cung cấp dữ liệu tài chính mà FactSet thì một số doanh nghiệp vay nợ lớn nhất trong cái đại dịch đã trở thành những cái công ty bị ảnh hưởng nhiều nhất. Điển hình là như cái hãng du thuyền lớn nhất thế giới là Carnival, với cái khối nợ lên tới khoảng 33 tỷ Mỹ Kim tính tới ngày 28 tháng 2, tăng gấp 3 lần so với cuối năm 2019. Và cùng cảnh ngộ thì cái khối nợ của hãng máy bay Boeing đã tăng hơn gấp đôi trong đại dịch lên tới 64 tỷ Mỹ Kim, trong khi hãng hàng không Delta Airlines thì tăng gấp đôi lên khoảng 35 tỷ. Theo Wall Street Journal thì để huy động thêm tiền mặt nhằm khỏa lấp cái nợ các doanh nghiệp không thuộc ngành tài chính đã phát hành khoảng 1.700 tỷ Mỹ Kim trái phiếu tại Hoa Kỳ trong năm 2020, cao hơn kỷ lục trước đó gần 600 tỷ Mỹ Kim. Tính tới đầu tháng 4 năm 2020 thì Carnival đã phát hành 4 tỷ trái phiếu có đảm bảo với cái lãi suất là 11,5%. Cái mức lãi suất điển hình của các công ty có cái điểm tín dụng được cho là chạm đáy. Bên cạnh đó thì Carnival cũng tung ra 500 triệu cổ phiếu và 2 tỷ Mỹ Kim cổ phiếu chuyển đổi. Tình hình thời điểm năm đầu năm 2020 đặc biệt khó khăn đối với Carnival vì các chuyến du thuyền bị đình chỉ khắp mọi nơi. Cái giai đoạn sau đó, cái giới đầu tư tiếp tục quan tâm tới trái phiếu, giúp các doanh nghiệp dễ dàng vay tiền hơn. Bằng cái cách nào đó thì tôi đã gom được 6 tỷ rưỡi Mỹ Kim và tôi đã rất bất ngờ. Giám đốc tài chính David Bernstein của Carnival đã kể lại như vậy, đồng thời cho biết cái hãng du thuyền đã huy động đủ tiền để sống sót cho tới khi có thể vận hành hoàn toàn trở lại. Cũng theo cái tờ Wall Street Journal thì cái khoản vay giá rẻ cũng đã giúp nhiều ngành công nghiệp hưởng lợi. Cụ thể các hãng du thuyền, hàng không và rạp chiếu phim có thể vượt qua đại dịch nhờ khỏa lấp doanh thu thâm hụt bằng cái tiền mặt thu được từ trái phiếu. Doanh nghiệp cũng có thể thu gom tiền mặt và tiết kiệm nhờ tái cấp vốn cho những khoản nợ cũ. Ngoài ra, những doanh nghiệp gặp khó khăn trước đại dịch cũng dễ dàng vượt qua cái nguy cơ phá sản nhờ công bố các trái phiếu dài hạn mới. Dù vậy thì nhiều giám đốc tài chính và các nhà đầu tư cũng thừa nhận rằng các doanh nghiệp vẫn có thể lãnh đủ hậu quả trong cuộc suy thoái kinh tế bình thường khi chi phí đi vay tăng lên trong khoảng thời gian dài. Nhìn chung là các doanh nghiệp nợ nần chồng chất ở Hoa Kỳ đã vượt qua năm 2020 tốt hơn kỳ vọng của nhiều người. Tuy vậy, cái giới chuyên gia vẫn đánh giá cái cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ có tác động lớn hơn với các đợt suy thoái kinh tế theo chu kỳ. Và quý vị nghe cái bản tin này đó, sẽ dễ anh đi gửi đến cho quý vị để quý vị thấy rằng cái sự thiệt hại của những cái công ty lớn trong cái thời đại dịch nó như thế nào. Quý vị thấy rằng những cái công ty mà như anh đi vừa mới đưa ra những cái tên nó tiêu biểu cho quý vị thấy đó là cái công ty mà Carnival thì quý vị biết là những cái du thuyền khắp mọi nơi trên mặt biển, trên khắp thế giới, những cái du thuyền to lớn như cả cái sân vận động vậy, 5-70 tầng lầu, bao nhiêu là khách trên đó, thì cái đó mình kêu là đi cruise ship. Thì hầu như là mọi gia đình, nhà, người, dân chúng ở trên đất nước Hoa Kỳ, có thể là nói trên toàn thế giới nữa, người ta bỏ ra một số tiền để người ta đi du lịch trong những cái kỳ vacation của họ, được nghỉ những cái điểm dừng chân ở trên biển, đến hòn đảo này, hòn đảo nọ, thành phố này, quốc gia kia. Nó rất là vui, cho nên nó mang lại cái lợi nhuận cho cái ngành Carnival này rất là nhiều. Đây là một công ty rất, phải nói là khổng lồ.
Nhưng mà cái năm vừa qua chỉ có một năm thôi mà quý vị thấy cái số nợ của họ chồng chất như vậy. Một năm mà những chiếc tàu đều nằm ủ hết. Tại vì người ta bị bệnh dịch đâu có lên được trên những chiếc tàu này đâu. Lên trên này bị lan, quý vị có nghe thấy vào cái khoảng thời gian đầu đại dịch không? Những chiếc tàu là đều phải nằm một chỗ hết. Rất là nhiều người đã bị lan, lây bởi cái COVID-19 này. Mà khi mà bị lây trên cái, những chiếc thuyền này thì quý vị thấy một chiếc thuyền chở 5.000 người, 7.000 người, 10.000 người như vậy. Thì là cái mức độ lây nó khủng khiếp như thế nào. Cho nên họ crowd hết, có nghĩa rằng toàn bộ những chiếc tàu này đều phải nằm ù tại chỗ trong vòng năm qua. Họ bắt buộc họ phải ra những cái trái phiếu riêng của họ để lấy tài sản của họ làm đảm bảo cái, để đảm bảo cho cái trái phiếu. Và đồng thời họ cho cái tiền lợi là khoảng 11.5%. Cho nên nhờ như vậy họ mới vượt qua được. Còn công ty Boeing cũng vậy nữa. Người ta đâu có di chuyển nhiều, người ta đâu có đi máy bay nhiều đâu, đâu có đi du lịch nhiều. Thì cái hãng sản xuất Boeing cũng vậy, họ cũng mượn tiền để mà họ phải trong cái khoảng thời gian mà họ không sản xuất được, để mà họ tiêu xài. Còn cái hãng Delta thì không nói tới rồi. Hãng Delta là một hãng hàng không mà người ta không đi máy bay nữa thì máy bay nằm ủ hàng chỗ. Quý vị thấy rằng những cái mùa đại dịch Covid-19 này có một cái nỗi khổ lớn cho cái hãng hàng không đó. Mà sau này mình tìm hiểu ra mình mới thấy cái nỗi khổ lớn là gì, để tìm ra cái chỗ nào để đậu máy bay. Thường thường cái máy bay á, thì có chiếc bay trên trời, có chiếc thì đậu ở dưới đất, chiếc này xuống, chiếc kia lên. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đậu hết thì lấy chỗ đâu mà đậu, mà chiếc máy bay nào cũng bự khổng lồ. Nên đó cũng là một cái vấn nạn, nhưng mà bây giờ đã vượt qua rồi. Còn hãng Delta tưởng là đã chết luôn trong cái khoảng mùa đại dịch, chứ mà bây giờ họ cũng vượt qua được. Nên nói chung là cái tình hình Covid-19 hiện tại nó mang lại cái điều khả quan hơn cho nhiều ngành nghề, mà đặc biệt là những công ty lớn như quý vị Andy vừa kể cho quý vị nghe. Hy vọng là mọi điều nó tốt đẹp. Nhưng mà sáng ngày hôm nay đó, Andy có đọc một bản tin khác cho thấy rằng nó còn một cái thứ, một cái biến thể nữa, cái Covid-19 đó, nó làm cho thế giới bây giờ cũng đang sợ, và nước Mỹ cũng sợ. Cái biến thể mà cuối cùng á, thì họ lấy tên là Alpha. Là cái biến thể này có thể là nó combine từ Anh, từ Ấn Độ, nó dễ lây nhiễm hơn. Nhưng mà bây giờ nó còn có một cái biến thể khác nữa, nó đã đi tới nhiều quốc gia. Nó là cái biến thể này nó không phải là Alpha nữa, mà họ đặt tên nó là Delta. Cái Delta này á, nó lại là nó được mô tả là nó ẩm ướt hơn, mà nó dễ nhiễm lây hơn, mà nó dễ dính hơn trên cái trong không khí, và con người dễ hít phải hơn, nó lây nhiễm nhiều hơn. Cho nên cái đây là một cái điều mà người ta sợ rằng cái con mà Delta này nó sẽ override cái con Alpha, và từ đó nó gây một cái tình trạng mà lây nhiễm trên toàn thế giới bùng phát lên mạnh hơn nữa, với cái tốc độ mà nó lây phát nó nhanh hơn cái tốc độ mà vaccine ra đời. Cho nên sáng ngày hôm nay Andy cũng đọc một cái bản tin đó để gửi đến cho quý vị. Còn một cái bản tin cũng vui vui trong cái ngày hôm nay Andy gửi đến cho quý vị cũng là để kết thúc cái câu chuyện mà Covid-19 cũng giống như làm ăn thua lỗ, rồi mượn tiền, rồi phát hành chứng khoán, rồi phát hành trái khoán vân vân. Thì có những cái người cá nhân thôi, nhưng họ đi tìm cái cách để mà họ trốn cái dịch Covid-19. Bằng những cái cách của họ, và nó có những cái kết quả khả quan hơn. Thì bây giờ họ mới kể lại những cái câu chuyện này, thì mời quý vị nghe một câu chuyện sau. Tức là có một ông tài xế, ông tên là tài xế xe bus, ông tên là Dan O'Connor. Ông sống ở tại cái thành phố Chicago ở Hoa Kỳ này. Ông từ cái ngày bị dịch á, ông nhảy xuống hồ nước á, là 365 ngày liên tiếp để ông xả cái stress của ông vì cái dịch Covid-19. Và ông làm liên tục như vậy cho tới ngày hôm qua, thì ông vừa đúng cái 365 ngày. Ông này ông đăng lên trên Facebook, rồi ông đăng lên trên Instagram. Thì theo cái hãng tin mà hãng thông tấn AP họ đưa cái bản tin này, họ nói họ cũng rất vui khi họ đưa cái bản tin là cái ông O'Connor ông bắt đầu nhảy xuống cái hồ Michigan ở cái khu vực cảng Montreal ở phía bắc thành phố Chicago, cái bang Illinois, mỗi một ngày từ năm ngoái để xả stress trong một năm đầy biến động của nước Mỹ, và ông cho rằng đại dịch, bầu cử và biểu tình. Thì tài xế xe bus này vừa kỷ niệm lần nhảy xuống hồ 365 liên tiếp hôm 12 tháng 6. Cái hồ Michigan là một trong cái ngũ hồ lớn của Bắc Mỹ, và là cái hồ duy nhất trong ngũ hồ nằm hoàn toàn bên trong lãnh thổ của Hoa Kỳ.
Hồ Michigan tiếp giáp với cái bang Wisconsin, Illinois, Indiana và Michigan. Đó là một năm đại dịch, biểu tình và bầu cử, rồi súng ống, rồi hỗn loạn. Do đó, nơi này là nơi tôi có thể trầm mình xuống nước và chặn đứng tất cả những ồn ào ngoài kia. Và hoàn toàn chỉ có sự hiện diện của tôi ở trong hồ. Ông O'Connor, cha của ba đứa con, cho biết như vậy. Ông đã nhảy xuống cái hồ Michigan mỗi ngày trong suốt mùa hè, mùa thu và kể cả mùa đông giá lạnh vào năm ngoái. Và mùa đông ông phải đục một cái lỗ đủ rộng ở trên mặt hồ đóng băng để nhảy xuống. Đôi lúc ông bị khoảng 20 vết xước trong một lần nhảy xuống cái hố băng. Và mọi người bắt đầu hỏi ông O'Connor về cái việc nhảy xuống hồ mang lại cái lợi ích gì cho ông. Và họ có thể ủng hộ ông ra sao. Thì ông nói là tôi bắt đầu đăng các video lên Twitter và Instagram. Và tôi có thêm động lực khi mọi người bắt đầu bình luận như là thật tuyệt vời khi xem nó. Ông tài xế O'Connor, ông nói tiếp như vậy. Vào ngày 12 tháng 6 vừa qua là một ngày đặc biệt để đánh dấu trọn một năm hay 365 ngày. Ông nói ông nhảy xuống hồ Michigan ban đầu là để giải tỏa sự căng thẳng. Nhưng bây giờ ông đã kết được thêm nhiều bạn và có những khoảnh khắc vui vẻ bên những người ủng hộ mình. Cho nên đó là một bản tin vui vui Andy gửi đến cho quý vị. Mà trong cái mùa đại dịch, nó có những người họ chọn những cái cách để mà họ sống trong cái mùa đại dịch như vậy. Đó, thì cũng là một cái điều vui vẻ quý vị. Trong suốt cái mùa đại dịch thì Andy không biết là có nhiều nơi khác trên nước Mỹ như thế nào, bởi vì ở đâu thì người ta ở đó. Nhưng mà ở cái thành phố San Jose, nơi Andy đang sinh sống này, thì có hai nơi Andy thấy là người ta tìm cách để người ta trốn cái đại dịch, cũng giống như cái bầu cử hay là những cái sự hỗn loạn hay là súng ống. Thì Andy thấy lên những trái núi, những cái công viên là nhiều người nhất. Và hình như những cái trái núi, chẳng hạn như Mission Peak ở trên thành phố Fremont, hay là cái công viên Island Rock Park ở San Jose, ở phía bắc San Jose này đó, thì lúc nào cũng đông người bên trong cái park này hay là trên đỉnh núi này. Và đó cũng là một cách để người ta tránh đi. Mà hình như rằng một nơi khác nữa là một số những cái bãi biển ở California này, người ta cũng vẫn đi câu cá được, vẫn đi chơi ở ngoài bãi biển được, vẫn giữ cái khoảng giãn cách xã hội thôi. Mà đó là những nơi công viên hay những nơi đi câu cá, những cái pier hay là trên đỉnh núi, thì những cái nơi này là những nơi mở cửa sớm nhất trong cái mùa đại dịch và không có bị ngăn cấm gì, cho nên người ta cũng có thể đi tìm những cái nơi như vậy. Còn bây giờ chúng ta đi vào những cái bản tin chính trị của Hoa Kỳ. Nên cho Tổng thống Joe Biden dự cái lễ ban thánh thể Công giáo hay là không? Trong khi cái giám mục Hoa Kỳ hội nghị viễn liên vào thứ tư tuần này để thảo luận và dự kiến sẽ quyết định cấm cửa ông Biden hay bất cứ kỳ chính khách nào có cái lập trường cho quyền phá thai. Không cho dự lễ bí tích ban thánh thể, thì Vatican đưa ra cái dấu hiệu rằng đừng có làm như vậy. Đức Giáo Hoàng Francis mới đây thuyết giảng rằng lễ ban thánh thể không phải là phần thưởng của các thánh, nhưng là bánh mì của kẻ có tội. Và Ngài bày tỏ quan ngại sâu sắc về các nỗ lực biến các thánh lễ bí tích trở thành vũ khí chính trị. Trong cái ám chỉ rõ ràng về cái hội nghị sắp tới của 273 giám mục Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu dự kiến ngăn cấm ông Tổng thống Biden dự lễ. Thì cái vấn đề này Andy cũng đã đưa cho quý vị một cái bản tin rồi. Thì trước đây đó thì cái lễ này đã dự kiến rồi. Đã có ngày giờ, tức là vào ngày mai. Thì bên tôn giáo là lẽ ra là phải đứng ra riêng biệt. Nhưng mà cái không hiểu vì sao những cái 273 cái giám mục của Hoa Kỳ lại có một cái ý định bỏ phiếu để nên hay là không nên cho ông Biden dự cái ban thánh lễ Công giáo. Để nhưng mà cái vụ đó bàn tới bàn lui râm ran từ hôm nọ tới giờ, thì ngày hôm nay rõ ràng là cái Đức Giáo Hoàng Francis thì trong một cái bài giảng, mặc dù không có kêu gọi ai hay điện thoại cho ai hay là hội họp với ai, nhưng mà Ngài chỉ giảng trong cái bài giảng của Ngài thôi, nó ám chỉ một cái điều đó là đừng có biến cái lễ bí tích này thành một cái vũ khí chính trị và đừng có ngăn cấm ông Biden nữa. Và ý ông muốn nói tới 273 cái giám mục Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu, thì khi mà bỏ phiếu thì ông Biden là một trong những cái
người mà có lập quyền là lập trường cho cái quyền phá thai đó, thì cho nên là họ tính rằng là ngăn cản ông Biden để dự cái lễ này. Nhưng mà bây giờ để Đức Giáo Hoàng lên tiếng thì không biết là vào ngày mai là ngày thứ tư thì cái chuyện nó sẽ ra sao. Còn một bản tin ngày hôm nay cũng chạy một cái tựa đề là lặp lại lịch sử có thể xảy ra nếu đảng Cộng Hòa chiếm đa số thượng viện và nếu ông Tổng thống Biden cần bổ nhiệm một thẩm phán cho tòa tối cao. Thì cái lãnh tụ thiểu số thượng viện là Mitch McConnell nói với cái người chủ chương trình phát thanh Hewitt hôm thứ Hai rằng nếu ông trở thành lãnh tụ đa số một lần nữa thì thượng viện sẽ ngăn cản bất kỳ đề cử thẩm phán nào do Tổng thống Biden đưa ra trong năm 2024 và có thể ngay cả trong năm 2023. Hồi năm 2016 thì ông Mitch McConnell đã từ chối xét điều trần ứng viên thẩm phán tối cao mà do ông cựu Tổng thống Obama đề cử là Merrick Garland với cái cớ rằng truyền thống lâu năm là không bổ nhiệm thẩm phán tối cao trong cái năm tuyển cử tổng thống, nhưng mà thật sự đó là sai theo cái tờ Brookings Institution. Vậy mà khi Thượng viện chuẩn thuận cho Amy Coney Barrett do ông Trump đề cử vào tòa tối cao vào năm 2020, gần cái ngày bầu cử hơn bất kỳ ứng viên nào trong lịch sử, thì ông McConnell ổng lại nói trớ đi rằng cái truyền thống chỉ áp dụng cho ứng viên từ đảng không kiểm soát Thượng viện. Nói một cách khác là cái lời nói của ông Mitch McConnell ổng nói trớ đi đó, là vì cái năm 2016 lúc đó thì Tổng thống là ông cựu Tổng thống Barack Obama, ổng là Tổng thống của Hoa Kỳ nhưng mà của thuộc đảng Dân Chủ. Mà lúc đó Thượng viện á, thì lại đang nằm trong tay của đa số đó là của đảng Cộng Hòa. Cho nên lúc đó đó, ông Barack Obama ổng muốn đưa cái ông Merrick Garland lên thì không được. Nhưng mà cái năm vừa rồi đó thì lại đưa cái bà Amy Coney Barrett thì ông Trump ổng lại đưa vào ở trong tối cao pháp viện được. Thì cái lời giải thích đó là tại vì Tổng thống cũng là của Cộng Hòa, Thượng viện cũng là của Cộng Hòa. Như vậy thì là Cộng Hòa có quyền đưa bất cứ một người nào vào cái chức vụ mà vị trí mà tối cao pháp viện được. Đó là cái lời nói trớ đi của ông Mitch McConnell mà được giải thích rõ ràng ra nó như vậy thôi. Thì nếu như vậy á, thì không biết là cái năm 2022 này thì Cộng Hòa có thể lấy lại được cái Thượng viện hay không thì không biết. Nhưng mà nếu như mà Cộng Hòa lấy lại được Thượng viện á, thì lúc đó ông Mitch McConnell đã trở thành lãnh tụ đa số của Thượng viện thì ông lại ngăn chặn cái vấn đề mà đề cử thêm bất cứ một vị thẩm phán tối cao nào nữa do ông Tổng thống Biden đưa lên. Thì đó là một cái bản tin liên quan tới cái vấn đề mà tối cao pháp viện. Còn sáng ngày hôm nay anh đi cũng đọc một cái bản tin là FBI đưa ra cái lời cảnh báo rằng cái người tin cái thuyết âm mưu có thể tạo ra bạo lực trong cái khoảng thời gian tới. Cái lời cảnh báo của FBI nói rằng cái người tin cái thuyết âm mưu QAnon không thuần túy là những cái chiến binh bàn phím. Ý là nói những người này là chỉ ngồi gõ bằng phím computer thôi. Mà các chuyển động có dấu hiệu cho thấy một số người đã dùng bạo lực chống lại một số dân cử dân chủ và các chính sách khác. FBI cho biết đã bắt hơn 20 người tự nhận là tin thuyết âm mưu QAnon tham dự bạo loạn ngày 6 tháng 1. Và bây giờ nhiều người thuyết âm mưu này đã chuyển mình trở thành các phần tử cực đoan bạo lực nội địa, tức là tiếng Mỹ viết là Domestic Violent Extremists, viết tắt là DVE, cho thấy cái môi trường hiện nay có thể là một số người chấp nhận sự chính đáng của hành vi bạo lực theo cái bản đánh giá của FBI. Hôm qua Andy có đưa cho quý vị một cái bản tin cũng tương tự như vậy, tức là một vị cảnh sát đã làm cái cảnh sát trưởng ở cái thành phố đó trong vòng 15 năm, mà cái thành phố đó là thành phố có rất là nhiều người bay tới Washington vào ngày 6 tháng 1 để có những cái hành động bạo lực. Thì ông cảnh sát này ông đã nói rằng đó chỉ là cái khúc dạo đầu khi mà cái cuộc mà tấn công vào cái tòa nhà Quốc hội chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà đó chỉ là một cái khúc dạo đầu thôi. Những cái người mà
họ tin theo cái thuyết QAnon hay cái những cái người mà họ là bên cái cực hữu mà cực đoan đó, thì họ sẽ còn có những cái hành động bạo loạn hơn nữa. Cho nên chính cái ông cảnh sát này kêu gọi hãy bỏ phiếu cho những người ôn hòa và chọn những người có lập trường ôn hòa, và đừng bao giờ, và hãy xét kỹ lại những cái lý lịch của những người mà mình chuẩn bị bầu cho họ có cái hành vi bạo lực trước đây hay không, hay có cái lịch sử về vấn đề bạo lực trước đây hay không. Thì ngày hôm nay FBI lại đưa ra một cái bản tin tương tự như vậy và cho thấy rằng đây là cái cực đoan bạo lực nội địa, tức là Domestic Violent Extremist, viết tắt là DVE. Thì bản tin này để cho quý vị chú ý. Cái bà Anna Paulina Luna là ứng cử viên dân biểu Cộng hòa tại Florida đã chính thức trình tòa rằng đối thủ cùng đảng Cộng hòa của bà đã âm mưu ám sát bà. Cái tờ báo Tampa Bay Times đã loan tin rằng bà Anna Paulina Luna cái tuần trước đã nộp đơn xin cái lệnh restraining order đối với ứng viên Cộng hòa là William Braddock, là người cũng đang ứng cử cái ghế dân biểu cùng địa hạt Florida 13. Luna trình với tòa rằng William Braddock đang lên một cái kế hoạch âm mưu với các đối thủ chính trị Matt Tito và Amanda McKee để làm bà biến mất. Tuy nhiên ông Braddock đã bác bỏ là không âm mưu ám sát bà Luna. Cái người năm ngoái thất cử trước đương nhiệm dân biểu Charlie Crist thuộc đảng Dân Chủ Florida với 6%. Luna thắng sơ bộ Cộng hòa năm 2020 nhờ ủng hộ dân biểu Matt Gay thuộc đảng Cộng hòa ở Florida và người đang bị FBI điều tra về các gian díu mua dâm những cái trẻ vị thành niên. Đó là cái bản tin liên quan tới cái việc mà đảng Cộng hòa và cái những cái ghế mà đang ra tranh cử ở tại Florida. Còn ngày hôm nay đó thì có nhiều bài viết nữa cũng liên quan tới vấn đề mà Bộ Tư pháp đã làm một cái công cụ cho ông cựu Tổng thống Donald Trump trong cái khoảng thời gian mà nhiều bản tin mà nhiều báo đài đưa ra, và cái dư luận công chúng Mỹ thì rất là bực bội về cái vấn đề ông Trump. Và bây giờ thì Bộ Tư pháp hay là nhiều cái cơ quan của Hoa Kỳ cũng đang điều tra về ông Trump đó. Thì sáng ngày hôm nay đó lại có một cái bản tin mới của mới được đưa ra vào sáng ngày hôm nay, thì mời quý vị nghe cái bản tin này. Cái bản tin này nó không phải là nó tiếp nối những bản tin trước đây, nhưng mà nó lại thêm một số những cái chi tiết, nó sẽ làm bùng nổ thêm và cho thấy rằng cái hành động của ông Trump và cái Bộ Tư pháp trong thời đó nó như thế nào. Đó là theo tiết lộ của cái tờ New York Times vào sáng ngày hôm nay cho biết ông cựu Tổng thống Donald Trump đã không chờ tới khi loan báo ông Bill Barr rời cái chức Bộ trưởng Tư pháp vào những ngày cuối năm 2020, mà đã tăng áp lực ngay trên cái người kế nhiệm của ông Barr là hãy ném bùng cái cuộc bầu cử năm 2020 mà ông Barr đã nói là an toàn và công bằng. Thúc giục Jeffrey Rosen là cái người nhận chức quyền Bộ trưởng Tư pháp thay ông Barr vào tháng 11 năm 2020 là phải mở lại cái cuộc điều tra về các đơn kiện gian lận bầu cử mà các chánh án đã bác đơn của ông Trump ở các phiên tòa. Các cái email mà báo New York Times có được cho thấy ông Trump xin lỗi quý vị và các phụ tá liên tục yêu cầu Rosen điều tra những cái hồ sơ mà tòa đã bác bỏ, và báo này nói đó là bằng cớ cho thấy ông Trump đã trắng trợn đòi lật ngược cái kết quả bầu cử mà không có chứng cớ nào. Các cái email cho thấy ông Rosen đã từ chối thẳng thừng các yêu cầu điều tra để lật ngược kết quả bầu cử. Và Rosen cũng nói trực tiếp với luật sư của ông Trump lúc đó là Rudy Giuliani là không có chứng cứ gì để mà điều tra lại, toàn là chuyện không đâu. Còn dân biểu Caroline Maloney thuộc đảng Dân Chủ ở New York, đã chủ tịch của Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã nói rằng các email cho thấy ông Trump đã tìm cách bất lương hóa các cơ quan quyền lực tư pháp trong cái nỗ lực lật ngược lại cái cuộc bầu cử mà ông Trump đã thua phiếu. Đây cũng là một cái bản tin mà nó nối dài những cái bản tin mà quý vị càng ngày quý vị thấy cái bằng chứng càng đưa ra như vậy. Nhưng mà có rất là nhiều người hay là nhiều cái comment và nhiều cái nhà phân tích về chính trị họ nói nếu như vậy đã quá đầy đủ bằng chứng, tại sao không... Và nhiều cái vụ kiện, tại sao không gô cổ ông Trump lại đi cho xong cho rồi? Thì nhiều câu trả lời lắm. Nhưng mà có những cái sự giải thích, những cái sự trả lời đó nó cũng có lý. Nếu mà để
bắt ông Trump vô rồi, rồi tại ngoại hầu tra, rồi thế này thế nọ thế kia đó, thì tại sao ta không làm một lần luôn? Cho nên bây giờ những cái bí mật nó hé lộ ra từ từ, cho nên là anh đi nghĩ rằng các cái cơ quan công tố của Hoa Kỳ hay là những cái tòa án đó, họ chỉ muốn gom lại để rồi cuối cùng có đầy đủ bằng chứng cho một cái vụ kiện lớn để mà đủ gô cổ ông Trump lại trong một lần mà không thể thoát ra được. Cho nên bây giờ ông Trump đã là dân thường rồi. Cho nên có lẽ đó là cái câu mà trả lời nó đúng hơn hết. Chứ còn bây giờ mình thắc mắc tại sao ông Trump vẫn còn nhẫn nhơ ở ngoài cái vòng pháp luật như vậy. Một cái kẻ coi thường pháp luật mà làm những cái chuyện mà gần như, quý vị nhớ cái vụ Watergate, cái thời ông Nixon đó, là cái vụ đó là phải từ chức ngay lập tức, quý vị thấy không? Thì cái vụ đó là một cái vụ scandal nó quá lớn đi. Còn cái vụ này nếu so sánh cái vụ đó thì nó còn lớn hơn nữa. Nhưng mà tại sao tòa án vẫn còn đang tiếp tục để mà điều tra? Còn một cái bản tin nữa cũng liên quan tới cái đảng Cộng Hòa, cũng cho biết rằng chạy một cái bản tin ngày hôm nay cũng không có gì mới, nhưng mà nó cũng thêm một số chi tiết để quý vị biết. Tức là quyền lực của ông Trump đối với cái nội bộ đảng Cộng Hòa không hẳn là tuyệt đối. Là tại sao? Cái ứng cử viên mà ông Trump ủng hộ trong cái cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa để thay thế thượng nghị sĩ Richard Burr thuộc đảng Cộng Hòa North Carolina sắp về hưu, thì đưa ra cái bản thăm dò nội bộ cho thấy cái ứng cử viên này thua sơ bộ đảng Cộng Hòa tới 26 điểm lận. Và đầu tháng này, ông Trump kêu gọi bầu cho dân biểu Ted Budd thuộc đảng Cộng Hòa ở North Carolina sau khi con dâu của ông Trump là Lara Trump nói rằng không thể ra ứng cử cái ghế thượng nghị sĩ đó. Thế rồi ông cựu thống đốc North Carolina là Pat McCoy, là cái người cũng đang tranh sơ bộ Cộng Hòa cho cái ghế này, đã nói rằng ông Budd sẽ thua thê thảm. Bây giờ thì ông Budd đưa ra cái bản thăm dò thì Cộng Hòa cho thấy McCoy dẫn đầu với cái cuộc đua là 45% phiếu sơ bộ, còn ông Bush mà ông Trump ủng hộ chỉ được có 19% phiếu sơ bộ. Và bình luận gia S. Kilgore của New York Magazine viết rằng như vậy, Trump ủng hộ cũng phải thua, ngay cả tại Alabama, tiểu bang rất là Cộng Hòa và rất được ủng hộ Trump trong năm 2017. Khi đó Jeff Sessions được Trump kéo vào làm Bộ trưởng Tư pháp, rồi Trump ủng hộ thượng nghị sĩ chỉ định Luther Strange trong cái cuộc bầu cử sơ bộ, và rồi bầu trong cái cuộc bầu cử chung kết tức là runoff thì người ủng hộ thắng phiếu lại là thắng phiếu Strange là thẩm phán Roy Moore trong cái cuộc tổng tuyển cử. Trong đó cả ba cuộc bầu cử người Trump ủng hộ đều thua hết. Cái báo Jacksonville Daily News hôm thứ Hai tức là ngày hôm qua cũng cho biết cái cựu dân biểu Mark Walker thuộc đảng Cộng Hòa ở North Carolina là một trong vài ứng cử viên nổi bật muốn ra tranh đề cử Cộng Hòa để chạy đua vào cái ghế thượng nghị sĩ bỏ trống, đã nổi giận vì cái chuyện ông Trump ủng hộ cho dân biểu Ted Budd thay vì ủng hộ cho chính ông Walker này, trong khi ông Walker tự cho mình là cái người là chủ nghĩa của ông Trump, vân vân, và cho rằng cố vấn của ông Trump để ủng hộ Budd chính là Mark Meadows, là cựu chánh văn phòng của ông Trump. Thì một cái cuộc thăm dò Cộng Hòa sơ bộ có tên là Meeting Street Insight cho thấy là McCoy được ủng hộ 45%, Ted Budd chỉ có 19%, Mark Walker chỉ được có 12%. Nhưng cái thành phần chưa quyết định đông tới 23%, nghĩa là cái con số dao động có thể ảnh hưởng phần nào trong tương lai. Thăm dò thực hiện các ngày 9-10 của tháng 6 này với cái mẫu là 500 đảng viên đảng Cộng Hòa. Cho nên đây cũng là một câu chuyện dài quý vị. Andy chỉ gửi cho quý vị một số những cái bản tin liên quan về vấn đề chính trị và cho cái cuộc bầu cử chuẩn bị sắp đến vào cái năm 2022 này, và cái vấn đề mà nó đang bùng nổ dữ dội mà bàn cãi nhiều nhất đó, tức là Bộ Tư pháp đã trở thành một cái công cụ cho ông Trump trong cái khoảng thời gian ông còn làm tổng thống. Và sau đây thì một vài những cái bản tin nữa Andy sẽ gửi đến cho quý vị liên quan tới cái vấn đề Việt Nam và liên quan tới Bắc Hàn. Cái viện nghiên cứu Stockholm International Peace Research Institute đã đưa ra một cái bản phân tích thường niên vào ngày hôm qua và nói rằng Bắc Hàn vẫn tiếp tục phát triển vũ khí tàn sát tập thể và là một trong 9 quốc gia có vũ khí nguyên tử trên thế giới. Trong cái nhóm có cả Mỹ, Nga, Pakistan và Israel. Bắc Hàn được cái viện này suy đoán là có từ 40 tới 50 vũ khí nguyên tử.
tăng từ năm ngoái, khi được suy đoán là trước đây chỉ có 30 tới 40 vũ khí nguyên tử mà thôi. Viện này nói Bắc Hàn có thể có nhiều đầu đạn đạo vũ khí nguyên tử tầm xa và trung bình. Viện này nói hoàn toàn thế giới có khoảng 13.080 vũ khí nguyên tử. Đó là cái bản tin liên quan tới Bắc Hàn anh đi gửi đến cho quý vị. Và liên quan tới cái vấn đề mà Việt Nam đó thì về cái dịch bệnh tại Việt Nam thì cũng đã xin lỗi quý vị. Đi cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi. Cái vấn đề mà thương mại hóa, vấn đề vaccine ở tại Việt Nam. Cái vấn đề mà những cái bản tin nói rằng bây giờ Việt Nam cho các công tư đang ồ ạt tự đàm phán, tự mua vaccine về, tự chích cho dân, dân chúng tự trả tiền v.v. Thì chính phủ Việt Nam đang khuyến cáo là đừng có cạnh tranh nhau quá để rồi đẩy cái giá thành của vaccine nó lên cao, để gây cái lộn xộn trong cái thị trường vaccine. Đó là một. Một cái bản tin khác nữa nó cũng gây nhiều cái sự tranh cãi. Nói là có một cái hãng vaccine gì đó của Việt Nam, anh đi cũng không nhớ tên đó. Nói là cái hãng này đã thí nghiệm tới cái giai đoạn lâm sàng cuối cùng rồi. Và có thể vào năm 2022 này đó thì Việt Nam sẽ tự có vaccine được. Và khi mà thí nghiệm cái giai đoạn lâm sàng vào cái giai đoạn thứ hai thì có ông Vũ Đức Đam đã tình nguyện thử nghiệm và cũng đã thành công. Và một cái điều đặc biệt nhất là cái tờ nó chạy cái hàng tít là Việt Nam có tới 6 quốc gia đang chờ đợi để mua vaccine này của Việt Nam, làm cho Trung Quốc cảm thấy là giống như là sốt ruột. Cho nên đó là cái tờ báo Nhật đưa tin, còn tờ báo của Trung Quốc, tờ báo Hoàn Cầu thì đưa lại là như vậy. Còn cái chuyện 6 cái quốc gia đó thì không biết là 6 quốc gia nào, mà hiện tại chỉ biết như vậy thôi. Đó là hai bản tin liên quan về cái vấn đề phân phối vaccine tại Việt Nam. Một bản tin khác nữa thì cho biết rằng hiện tại Việt Nam, Nhật vừa mới viện trợ cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine. Thì sẽ đến Việt Nam vào ngày 16 tây tháng 6 này, tức là vào ngày mai. Thì đó là những cái bản tin liên quan như vậy. Còn Việt Nam hiện tại thì bây giờ bệnh dịch thì nó tràn lan khắp mọi nơi. Và cái vấn đề mà cách ly thì Andy không thể nào gom hết được những information đó gửi đến cho quý vị. Mà cái bài viết này là nhiều người hỏi nói về cái Hàn Quốc đó, tức là Nam Hàn đó, đầu tư ở Việt Nam như thế nào, có ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào, và cái bệnh dịch này ảnh hưởng tới Nam Hàn như thế nào, và những cái cơ sở doanh nghiệp của Nam Hàn vừa mới lên tiếng trong vài tuần qua. Thì đây là cái bài viết anh đi mời quý vị nghe để hiểu được, mà nhất là quý vị đang ở Việt Nam có thể hiểu được là cái quỹ đầu tư, cái số tiền đầu tư của Nam Hàn vào Việt Nam nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái thị trường lao động của Việt Nam, cũng giống như là những cái lời mà sầm sì bàn tán trong cái thời gian vừa qua, khi mà Việt Nam kêu gọi những cái doanh nghiệp ở ngoại quốc đóng góp cái quỹ vaccine cho người dân Việt Nam. Thì cái bản tin cho biết rằng Việt Nam chống dịch cái kiểu Việt Nam thì doanh nghiệp Hàn không có vui tí nào. Cái bản tin từ cái hãng thông tấn KBS của chính phủ Hàn Quốc nói rằng có 97,4% doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cái chính sách phòng dịch. Cái phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc, viết tắt là CoreCham, ngày 14 tháng 6 đã công bố cái kết quả khảo sát tiến hành với gần đây với 190 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam về ảnh hưởng từ các biện pháp phòng dịch của chính phủ nước sở tại. Kết quả cho thấy tới 97,4 doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng đối sách phòng dịch của chính phủ Việt Nam ảnh hưởng đến đầu tư mới trong năm 2022. Trong đó 68,4% câu trả lời cho rằng cái mức ảnh hưởng lớn, 28,6% đánh giá có mức ảnh hưởng nhẹ. Điều này được phân tích là các doanh nghiệp Hàn Quốc gặp khó khăn trong kinh doanh là do chính sách phòng dịch của Việt Nam nên có thể sẽ giảm đầu tư trong năm tới so với kế hoạch ban đầu. Trước cái tình hình làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam, chính phủ nước này đã nâng cái thời gian cách ly sau nhập cảnh lên 4 tuần, không phê duyệt chế độ nhập cảnh đặc biệt. Gần đây, tình hình của các công ty Hàn Quốc càng khó khăn hơn khi phía chính phủ Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân chung tay đóng góp xây dựng quỹ vaccine 19, giúp đỡ chi phí xét nghiệm và dựng các cơ sở cách ly bên trong công ty cho các nhân viên. Về quy mô đầu tư mới của các doanh nghiệp Hàn Quốc,
trong năm sau vào Việt Nam có 34,7% doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 1 triệu Mỹ Kim đến 10 triệu Mỹ Kim. 8,4% đầu tư 10 triệu đến 100 triệu. 1,6% đầu tư 100 triệu đến 1 tỷ. Và 3 doanh nghiệp dự kiến đầu tư trên 1 tỷ Mỹ Kim chiếm 1,6%. Thì việc chính phủ Việt Nam chậm trễ phê duyệt các cái chuyến bay nhập cảnh đặc biệt cho các doanh nghiệp cũng đang gây tổn thất lớn, tức là 50,5% doanh nghiệp được hỏi cho biết nếu chế độ nhập cảnh đặc biệt không được nối lại trong vòng 3 tháng tới thì tổn thất dự kiến lên tới 100.000 Mỹ Kim đến dưới 1 triệu Mỹ Kim. 17,4% doanh nghiệp dự kiến tổn thất là 1 triệu Mỹ Kim đến 10 triệu Mỹ Kim. Và 2,6% doanh nghiệp ước tính rằng tổn thất từ 10 triệu Mỹ Kim đến 100 triệu Mỹ Kim. Và 0,5% câu trả lời cho rằng tổn thất khoảng trên 100 triệu Mỹ Kim. Các doanh nghiệp cũng phàn nàn về khó khăn khi chính phủ Việt Nam nâng cái thời gian cách ly sau nhập cảnh lên 4 tuần. Trong đó thì việc kinh doanh bị gián đoạn do công tác bị hạn chế chiếm nhiều nhất với 50,5% chi phí cách ly gia tăng, chiếm 26,8%. Core Cham và đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã gửi cái kết quả khảo sát tới Văn phòng Thủ tướng Việt Nam và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 bằng công văn. Trước đó thì đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đã gửi công văn lên Văn phòng Thủ tướng và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Đề xuất phía Việt Nam phải cân nhắc tới cái khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về thời gian cách ly sau nhập cảnh là 14 ngày để rút ngắn cái thời gian cách ly hiện nay cho các nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong một bản tin liên quan thì Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho biết tính đến cuối tháng 5, Hàn Quốc là cái nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Tổng quy mô đầu tư của Hàn Quốc đạt tới 71,85 tỷ Mỹ Kim, chiếm 18,1% trong tổng số vốn quy mô đầu tư từ nước ngoài. Kế tiếp là Nhật Bản với 63,24 tỷ Mỹ Kim, 15,9%. Singapore là 61,84 tỷ Mỹ Kim, chiếm 15,6%. Về số lượng dự án thì Hàn Quốc cũng đứng đầu tới 9.076 dự án. Tiếp theo là Nhật Bản là 4.701 dự án, Trung Quốc là 3.221 dự án, và Đài Loan là 2.818 dự án, và Singapore là 2.706 dự án. Sở dĩ anh đi chọn cái bản tin này gửi đến cho quý vị là có rất nhiều những cái thắc mắc, nhưng mà không có một cái con số nào chính xác hay cái data nào đưa ra có thể gom lại để hiểu được cái sự ảnh hưởng của những công ty nước ngoài đối với chính phủ Việt Nam như thế nào. Mà đặc biệt trong cái mùa đại dịch rất là nhiều người muốn biết. Bởi vì những cái khu công nghiệp ở Việt Nam 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 công nhân mỗi khi mà phải cách ly, phải phòng bệnh thì nó ảnh hưởng tới cái công ăn việc làm của dân chúng Việt Nam, đồng thời ảnh hưởng tới những cái công ty lớn sản xuất những cái dữ kiện hay là những cái linh kiện điện tử cho nước ngoài, chẳng hạn như Samsung, như Apple, vân vân. Thì đây là còn chưa kể giày dép của Nike, của Adidas, áo quần, còn nhiều mặt hàng khác nữa, là những cái công ty này đều do Nhật, do Nam Hàn và do Trung Quốc đầu tư, thì bây giờ họ bị ảnh hưởng như thế nào? Thì cái bài viết này nó nói rõ ràng hết để quý vị biết được cái thực tại ở tại Việt Nam và những cái con số đầu tư vào Việt Nam như thế nào. Và đây cũng là bản tin cuối cùng anh đi gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Xin chào tạm biệt.